Xin chào tất cả mọi người, mình là Hồng Ngọc và mình hiện tại là du học sinh Đài Loan. Mình đã thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi cấu trúc và đụng cằm silicon, thì hôm nay đã là một tháng sau phẫu thuật. Lúc đầu thì mũi của mình, sống mũi rất là thấp và đầu mũi to bè, như là nó khiến cho gương mặt mình bị ngắn lại và cằm cũng rất là ngắn và không có độ nhô và độ dài cũng không đủ, cho nên là khiến cho tổng thể gương mặt nhìn tròn hơn và ngũ quan nó cũng không được cân đối. Cho nên là mình quyết định tiến hành phẫu thuật để cải thiện những cái khuyết điểm đó. Những ngày mà học ở Đài Loan thì mình cũng có tìm hiểu về những cái dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ ở tại Đài Loan, như là nâng mũi hay đụng cằm thì bên Đài Loan cũng có rất là nhiều. Và những cái bác sĩ cũng như là những cái trung tâm nổi tiếng thì mình đều có tham khảo qua, nhưng mà cái giao tiếp của mình, tại vì nhiều khi mình trao đổi với bác sĩ thì nó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, cho nên là có những cái từ ngữ chuyên ngành cũng là những cái vấn đề chuyên khoa mình cũng không hiểu rõ lắm, nên là nó cũng hơi mạo hiểm nếu như mà mình làm một cái ca phẫu thuật ở nước ngoài mà không hiểu rõ những cái vấn đề đó. Nên là mình nghĩ là về Việt Nam vẫn là một cái lựa chọn tối ưu nhất. Và đặc biệt là qua tìm hiểu thì mình nghĩ là cái trung tâm cũng là tay nghề của bác sĩ Phương thì mình rất là tin tưởng, bởi vì mình cũng tham khảo rất là nhiều người bạn, nhiều người thân cũng từng làm ở đây, cái kết quả đều rất là hoàn hảo. Mình tìm hiểu bác Phương thông qua lời giới thiệu của một người cô thì chỉ tầm khoảng 3 tháng thôi. Với cái chi phí này và cái chất lượng dịch vụ như này thì không còn là gì để nói, quá xứng đáng. Và sau khi mọi người nhìn thấy cái gương mặt mới sau khi mà hoàn thành cái phẫu thuật thì điều đầu tiên là tất nhiên là bất ngờ rồi, bởi vì quá khác, chính bản thân mình cũng cảm thấy bất ngờ và rất là vui, bởi vì mọi người rất là hài lòng cũng như là khen rất là nhiều, là ôi mũi đẹp quá, nhìn khác quá, nhìn mặt rất là có duyên, nhìn tự nhiên. Và nếu mà không gặp qua mình trước đây thì chắc chắn là không nghĩ là mình đã làm cái ca phẫu thuật đó. Ngoài ra thì bạn bè ở Đài Loan cũng như là bạn học hay là đồng nghiệp thì cũng có xem qua rồi và cũng khen rất là nhiều. Như là mình từng nói thì người bạn khen xong thì cũng có ý định là về Việt Nam, gọi là dẫn bạn ấy về Việt Nam để làm cùng với. Thì sau khi làm mũi thì mình cũng có gọi là đi gặp mặt bạn bè hoặc là đi dự tiệc, thì nói chung là cũng thu hút được nhiều ánh nhìn hơn. Ví dụ như cảm nhận được mình bước vào thì ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn vào mình nhiều hơn. Nghe đến hai từ phẫu thuật thì chắc chắn là ai cũng sợ, tại vì nghĩ là dao kéo cũng như là những cái thao tác phẫu thuật thì nó rất là ghê và rất là đau. Mà sau đó thì cái quá trình trôi qua cũng khá là nhẹ nhàng, và mình nằm đó mình cảm nhận được những cái thao tác của bác sĩ cũng như là những cái trợ lý xung quanh thì mình biết hết, nhưng mà cũng không có cảm giác đau gì. Và cái quá trình chăm sóc sau phẫu thuật thì cũng khá là đơn giản. Nói chung là nó không đau và không ảnh hưởng nhiều đến cái sinh hoạt cũng như là cái tâm lý của mình, mọi thứ rất là thoải mái. Và mặc dù là mình làm đến hai cái dịch vụ là cả nâng mũi cả đụng cằm, nhưng mà không ảnh hưởng, đảm bảo là không ảnh hưởng và không đau, mình có thể chịu đựng được. Có một xem qua một số bài viết thì cái ấn tượng đầu tiên là cảm thấy là bác khá là có tâm, tại vì những cái lời khuyên của bác là chỉ muốn những cái gì phù hợp nhất, gọi là phù hợp nhất đến với bệnh nhân, chứ không phải là cái này nên làm, cái kia nên làm, cái gì cũng nên làm. Và sau khi được gặp bác thì những cái điều suy nghĩ từ trước mình thì nó hoàn toàn đúng, là tại vì bác sẽ tư vấn những cái gì mà tốt nhất cho mình, cho cái cá nhân của mình, chứ không phải là mình muốn gì mình cũng nên làm, tại vì nhiều khi là cái kiến thức của mình không có đủ, mình nghĩ như vậy là làm như vậy là tốt. Mà khi gặp bác thì nếu mà cái điều đó không đúng thì bác sẽ điều chỉnh, gọi là tư vấn cho mình là mình nên chọn cái gì sẽ phù hợp hơn. Nên là bác Vương rất là có tâm. Sinh ra đã là phái đẹp thì tất cả mọi người đều muốn là mình trở nên xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Cho nên là nếu mà mình nghĩ là chị em nào mà đang còn băn khoăn về những cái khuyết điểm trên gương mặt của mình, thì nếu mà có cái điều kiện phù hợp thì mình nghĩ là nên mạnh dạn thử một lần để cho cái bản thân mình trở nên hoàn hảo hơn và tìm được những cái điều hạnh phúc hơn, mới mẻ hơn. Tại vì mình khiến bản thân mình xinh đẹp hơn thì cũng là một cách để yêu chính mình. Và
khi mình quyết định điều đó thì nên tìm những cái trung tâm, những cái bác sĩ mà uy tín và có tâm, ví dụ như là bác Phương chẳng hạn, thì mình sẽ yên tâm hơn về cái kết quả và không dẫn đến cái trường hợp là tiền mất tật mang. Cái hành trình của mình thì mọi người cũng đã theo dõi rất là nhiều ngày rồi, và đến hôm nay thì những cái gì mà những cái kết quả mình đạt được thì mình đều rất là hài lòng, và hy vọng nếu mà mọi người cũng quyết định lựa chọn làm một những cuộc phẫu thuật như mình thì mong mọi người kết quả cũng đều tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình của mình suốt một tháng qua.